Chào đến quý vị ạ. Và hy vọng tất cả quý vị chúng ta có mặt trong đêm nhạc ngày hôm nay sẽ cùng anh em nghệ sĩ chúng tôi sẽ cùng chung tay sẽ gửi số tiền nhiều hay ít không quan trọng ạ. Quý vị sẽ cùng tiến lại cái thùng từ thiện kia. Anh Thạch đang đi rất là chậm. Hy vọng quý vị chúng ta sẽ cùng quyên góp những số tiền đó để sắp tới đây thì MC Lộc của chúng tôi sẽ ra tận miền Trung và Linh Nga tin rằng là số tiền này sẽ đi đúng địa chỉ và đúng nơi cần đến. Chúc quý vị có một buổi tối thật là nhiều niềm vui ạ. Mùa đông mang bao cô đơn để thấy tim em yêu anh hơn là cứ rơi.
Cảm ơn quý vị.